Fortuner 2015 nha các bạn. Nâng cấp thêm cảnh báo lốp nè, để dây an toàn, thêm cái mi bom nữa. Bây giờ màn hình Zulex Pro. Dạ đúng rồi. Đó, màn hình Zulex Pro nha. Tiếp tắp nha. Chỉ đường đi Vũng Tàu. Giờ công nghệ tất cả là giọng nói nha các bạn. Tức là bộ này hết luôn. Vui lòng kiểm tra lại hành trình trên màn hình trước khi xuất phát. Tiếng nhạc trên đường bình thường nha. Hình báo xuống lốp đây. Con lốp, ba lốp hơi non, còn cái chính. Mở video hài Hoài Linh. Đang mở video hài Hoài Linh. Nó chạy gần 8 năm mà không im các bạn. Cái dùng lần mới thôi nha. Mở video Pedro hay nhất. Tất giọng nói. Đang mở video Bolero hay nhất. Xe nhiều quá. Ok.